phê, bánh ngọt có đủ, đời còn gì sung sướng hơn. Ôi trời, chân bạn lại lung lay nữa. Mẹ ơi, con có bức tranh tặng mẹ nè. Mẹ xem, có mẹ có con, nắm tay hạnh phúc luôn. Điểm tóc mới đỉnh đây nè, mẹ thấy y chang con không? Ồ, đúng lúc mẹ cần dùng giấy. Ôi mẹ, này là tranh mà, con đã vẽ cả đêm đó. Đến đi, mẹ dùng cho chuyện có ích mà. Mẹ không cần con gì hết. Thôi bớt lèo nhèo đi, đi chỗ khác chơi đi. Ông đi qua, bà đi lại, cho con chút tiền. Nhưng cháu không có, may quá. Đây, cháu còn quả táo cho chú đây nè. Cảm ơn cháu, cháu tốt bụng quá. Đợi chú chút nha, chú cũng có cái này cho cháu. Thật ạ, cháu cảm ơn chú. Đừng ngại, cháu mở thử đi. Vé số. Yeah, lỡ trúng là giàu to nha. Chú cho cháu thật sao? Phải rồi, của cháu đó. Cảm ơn chú nha, cháu về kiểm tra kết quả đây. Chúc cháu gặp may mắn. Và người trúng giải độc đắc chính là Julia. Ủa, phải con gái mình không? Chuyện thật thêm mơ đây. Thần tài độ rồi, giàu to rồi. Cuối cùng cũng chờ được giây phút này. Nửa đời cầu nguyện không lãng phí mà. Mà khoan, tranh Julia, con bé thức khuya thức hôm vẽ mà mình mới vô tâm làm sao? Dễ thương quá đi. Xin lỗi cuốn cưng, nhường chỗ cho chị con nha. Có thế chứ, mẹ sẽ luôn thấy con mỗi ngày. Quả là người mẹ tuyệt vời mà. Mình lẩn thẩn rồi chăng? Rõ ràng vừa ở đây mà. Đây rồi, già rồi đầu óc làm sao á. Như không, có còn miếng nào đâu. Giờ sao trời? Mẹ, sao thở dài thườm thượp thế? Cũng chả có gì đâu con, nhà hết trà mà mẹ không biết. Con tưởng gì, lấy thẻ con mua đi mẹ. Được thôi, con nói đó nha. Để mẹ chạy ra tạp hóa mua cho lẹ vậy. Dạ, gấu cưng nhà mình sẽ bảnh lắm đây. Mẹ ơi, coi nè. Mẹ đi đâu cả nửa ngày vậy ta? Alo mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi hả? Mời chị. Cảm ơn bé. Ủa, Julia gọi. Rồi rồi, mẹ về liền mà. Trà đây ạ. Nguyên chất đó chị. Em gói lại giúp chị được không? Mẹ về rồi. Con đợi mãi, nhớ mẹ có đi. Ủa, trên tóc mẹ có hoa kìa. Mẹ nói mẹ đi tập hóa mà. À, hoa tự rụng chứ mẹ biết gì đâu. Ngày của mẹ. Thôi xong mình quên bén luôn. Mẹ ơi, quà cho mẹ nè. Oh wow, bạn mới nhất luôn hả con? Xịn thế. Chào bồ tèo, tới đây. Đáng xem tớ gọi cậu bằng gì nè. iPhone 13 đó nha. Mình có cách rồi. Thêm một ngày đặc biệt nữa cũng chả ai mất gì. Tặng cho mẹ yêu dấu ạ. Chà, thành công luôn. Giỡn chơi thôi, ai ngờ hời quá trời. Bất ngờ đây. Tò mò ghê, gì vậy con gái? Oh wow, đẹp xuất sắc luôn. Chúc mừng ngày của mẹ nha. Con gái yêu chu đáo quá à. Thêm ngày nữa nè. Chắc là con bé không để ý đâu. Ông bà nói rồi, tham thì thăm mà. Đi đêm lắm có ngày gặp ma nha. Ôi là trời, khi nào mới đủ. Mẹ ơi, mẹ nhớ hôm nay là ngày gì không? Ồ, sinh nhật của con mà. Mẹ chuẩn bị bất ngờ cho con rồi. Nhắm mắt lại đi. Mong là con bé không phát hiện ra. Mở mắt được chứ mẹ. Mẹ có gì cho con thế? Bắt lấy nè Julia, nụ hôn gió, biểu tượng cho tình yêu mẹ dành cho con. Mẹ giỡn với con hả? Trong đây đâu có gì. Bất ngờ chưa? Khỏi cảm ơn mẹ. Hey, độc đáo quá ha. Ôi là trời, chán như con dán, buồn như con chuồn chuồn luôn. Yeah, phim bao ngầu. Sắp ra rạp rồi. Phải mua vé liền mới được. Chào con. Mẹ ơi, dẫn con đi xem phim nha. Xem cái này á, hay lắm đó mẹ. Con hóng bữa giờ rồi. Sao ạ? Mẹ mới làm móng hả? Đẹp đó mẹ. Ý mẹ là tiền Julia. À, đây ạ. Nhanh lên mẹ ơi, sắp chiếu rồi đó. Có tiền bao nguyên rạp thích ghê luôn à. Ủa, mẹ ơi, đây đâu phải phim con thích đâu. Phim nào lạ hoắc à. À, mẹ ơi, đáng sợ quá đi. Trật tự coi, đang đoạn gây cấn mà. Phim kinh dị. Mẹ ơi là mẹ. Mẹ quá đáng lắm, con muốn xem hoạt hình cơ. Mẹ coi một mình luôn đi, con chơi điện thoại còn hơn. Yên lặng đi chứ Julia, ở đây đâu phải có mình con đâu. May mà mình có mang tai nghe theo.
Đỉnh thế. Julia hết phim rồi con à. Về thôi con. Biết ngay, quên cho anh nha. Úi, mẹ ơi. Mẹ đợi con với. Wow, wow vậy. Đẹp u mê chứ nè. Mình chẳng có nổi một đôi nữa. Mẹ ơi, con mới mua sách này hay lắm nè. Mẹ con mình đọc chung nha mẹ. Để sau đi con à. Giờ đi mua sắm với mẹ nha. Là sao hả mẹ? Thì là vậy đó. Con gái ai chả thích điệu đà đúng không? Dạ thì okay. Đi thôi mẹ. Mua sắm thả phanh thôi. Ủa là trời, xem nè. Wow. Quần áo chỗ nào cũng có luôn. Ủa, hai mẹ con đang làm gì đó? Nhẹ cái tay đi. Em nói cho nghe, ngay góc đường có hàng sale đó. Chị đi ra mà mua đi. Đừng có mà khinh người như thế nha. Nhìn cho kỹ đi. Rồi tuần này mua đủ giày nhà cô chưa? Ủa, lỗi của em à. Chị xem đi, bộ sưu tập mới nhất đây nè. Dạ, váy công chúa ha. Đẹp xỉu. Mẹ mua đôi này nha. Ơ, okay. Dạ được. Không nhiều đâu. Giày chẳng bao giờ là đủ. Dạ, chị thanh toán giúp em bộ này nha. Đợi chút. Hiu, mẹ xem còn chưa đã nữa mà. Dạ đúng, hàng xịn cả đó ạ. Gì đây? Rồi làm sao mẹ mang cho hết được? Hachi. Mẹ phải đeo khăn cho ấm cổ rồi. Hợp lắm chị ơi. Thôi mẹ bớt diễn đi. Chị thanh toán hết giúp em nha. Dạ vâng, hoan nghênh quý khách lần sau. Mẹ ơi, con đói quá. Cơm chín chưa mẹ? Đâu ra con, nhà mình còn gì đâu nè. Giờ ăn gì đây? Bụng con móc meo lên luôn rồi. Hay mình gọi ăn đồ ngoài nha. Được đó mẹ. Alo, cho chị đặt cơm cuộn sushi. 1, 3, 10 đi mẹ. Ôi trời, món nào cũng nhức nách hết trơn á. Từ từ đi, đi rửa tay đi con. Không phải chứ, con thèm hết chịu nổi luôn rồi. Khai tiệc. Ngon quá đi. Hết chảy. Muốn tan chảy ngay trong miệng. Con rửa xong rồi nè. Ủa, sao nhanh vậy? Đồ ăn đâu hết trơn rồi. Ủa, đói quá mẹ ăn quên trời đất luôn. Bình tĩnh đi, mẹ đang hết đâu nè. Đây, phần này là ngon nhất. Dành riêng cho con đó. Ăn đi con. À, suýt nữa thì quên. Thẻ con đây nè, cảm ơn con gái yêu. Bữa ăn rất là ngon luôn á. Mẹ vẫn chứng nào tật nấy. Hôm nay Julia thuê làm móng tại nhà. Candice nhân tiện cũng hưởng ké luôn. Ba nhân viên cùng một lúc. Với cả tá dịch vụ đắt sắt ra miếng nè. Bộ móng sắp xong rồi. Đẹp quá, cảm ơn chị nha. Hóa đơn của em đây. Có nhầm không? Sao đắt như này ạ? Mẹ ơi, hình như tính tiền sai rồi. Còn chắc không? Tất nhiên ạ. Mà mẹ làm mặt massage hết bao nhiêu vậy? Ồ, mẹ có cuộc gọi quan trọng nè. Ôi trời, giờ phải trả chưa biết làm sao được. Tiền mặt không đủ rồi. May mà có thẻ VIP nè. Hóa đơn mua nguyên cái nhà được luôn. Julia con à, ăn táo không nè? Ồ, cảm ơn mẹ. Mẹ yêu con gái mẹ quá đi. Thôi mà mẹ ơi, mẹ muốn mua gì nữa đúng không? Chỉ là mấy nay mẹ nghĩ mình có nên mua cái xe không? Ô tô á, để làm gì mẹ? Đừng nói. Con cứ tưởng tượng đi, mẹ và con trên con xe ngầu lòi, thênh thang mọi nẻo đường nè. Chà, nghe đã quá mẹ ơi. Đây là mới bắt đầu thôi đó nha. Con thích kiểu này không? Được, đẹp lắm đó mẹ. Thích thì mua đi con. Con mua á, thôi được, tiền đây ạ. Chà, có tiền thích thật à nha. Mẹ con mình sẽ có xe riêng. Cứ mơ như vậy đi. Xe về làng rồi. Ở ngoài đời đẹp hơn trong ảnh nhiều ha. Sang xịn quá đi. Con chụp ảnh khoe bạn bè đây. Ê bồ tèo, biết tớ mua xe gì không nè? Đời mới nhất đó nha. Xịn sò không? Coi nè các cậu, đây là mặt sau xe mình nè. Ủa, chạy đâu rồi? Mẹ ơi, con chưa ngồi vào mà. Bó tay luôn. Thôi xong, mình muộn học mất rồi. Tiệm quá trời quá đất đồ ngon luôn nè. Qua chỗ nào đây mẹ? Suy nghĩ đi, thích gì mua hết đi con. Không phải lo chuyện tiền nong thích thật á. Mình muốn thử mọi thứ trên đời. Ủa, ngày tận thế hay gì vậy? Ra thanh toán con à. Khó tin thật. Tốn cả đống chứ chẳng chơi đâu. Cháu có tiền mà. Quá dư luôn ấy chứ. Chăm ghé tiệm vào nha.
mấy túi đồ nặng quá đi à. Con yêu, cần mẹ giúp không? Có, cầm giúp con ạ. Đưa mẹ cái vali tiền. Kho báu yêu quý. Nhưng mấy túi này, ôi là trời. Tới lúc thực hiện giấc mơ rồi. May quá, từng này chắc đủ rồi ha. Lấy một ít là được. Một, hai, ba. Con bé tính làm gì vậy ta? 16. Lại nữa. Đếm lại nữa. Đã không giỏi toán rồi. 124. Hachi. Còn lại nữa hả? 225. 226. Mẹ xin nha. À ôi, nhìn đáng sợ thế. 1000. Tuần này chắc đủ rồi ha. Triển liền thôi nào. Bé ơi, cưng dễ thương quá à. Từ bé chị đã mơ được nuôi cưng rồi đó. Ngoan nào, để chị giới thiệu nha. Mẹ, mẹ ơi. Sao con, con đi đâu mất tâm vậy? Cút, ở đâu ra thế con? Lôi nó ra nhanh cho mẹ. Ủa, hình như cô cậu kết mẹ rồi đó. Mẹ thử dắt cuốn đi dạo vài vòng thử xem. Đi mà mẹ. Thì sợ gì chứ. Nhanh nhanh, cưng ngồi yên trong đây nha. Để xem Julia thích cưng đến cỡ nào nha. Con ơi, có chuyện rồi. Cuốn nhà mình bị trộm rồi con à. Không, không được. Mấy tên đó đòi tiền chuộc con ơi. Tội nghiệp cuốn cưng. Muốn bao nhiêu con cũng chịu hết đó. Mẹ cầm đi. Cuốn về rồi đây. Lạy trời đất, em an toàn rồi. Chị lo cho em lắm đó nha. Ủa mẹ, mẹ mới mua áo khoác mới hả? Đâu có, hàng giảm giá ngoài chợ thôi mà. Chào chú. Chú còn nhớ cháu không? Dĩ nhiên là có rồi. Con có quà cho chú đây nè. Chú cầm lấy đi. Chà, của chú thật hả? Cháu nghĩ chú cần số tiền này hơn. Cháu tốt bụng quá Julia. Gì đây? Có được. Con bé mất trí rồi. Chú trả tiền lại cho con bé nhanh lên đi. Ôi là trời. Mẹ ngày xưa đây rồi. Chị đừng đuổi theo làm gì nữa. Giờ tiền là của em rồi. Đứng lại. Các bạn có thích câu chuyện về người mẹ ham tiền này không nè? Là bạn thì bạn sẽ làm gì nếu đột nhiên có tỷ đô? Bình luận cho chúng mình biết nha. Hãy nhớ like, đăng ký kênh và ấn chuông nhận thông báo. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video về gia đình vui nhộn nào từ Trum Trum Select.